Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một số ý tưởng giúp bạn có những thời gian chất lượng bên trẻ sơ sinh qua đoạn phim ngắn sau. Căng thẳng ắt hẳn khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc định hướng, nhưng thực ra có nhiều cách bạn có thể thực hiện để xây dựng sự gắn bó với trẻ, giúp trẻ luôn có cảm giác được yêu thương và an toàn. Đôi lúc bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm tòi các hoạt động dành cho trẻ nhỏ. Sau đây là 7 mẹo nhỏ giúp bạn thành công khi dành thời gian bên trẻ. Bước 1, lặp lại các hoạt động mỗi ngày. Cố gắng dành thời gian chơi với trẻ nhỏ mỗi ngày thay vì bị phân tâm bởi người xung quanh, TV hoặc điện thoại. Bước 2, gần gũi với trẻ. Tiếp xúc da, kề da đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đối với trẻ đã biết đi, hãy duy trì tiếp xúc mắt với trẻ. Bước 3, hãy để trẻ tự chủ. Cho trẻ nhỏ thời gian để khám phá sự vật theo cách riêng và không gian riêng của trẻ. Hãy kiên nhẫn và hãy tin rằng thế giới là những khám phá mới mẻ với trẻ. Bước 4, quan sát trẻ. Hãy quan sát xem trẻ thích gì và xem gì, chú tâm vào âm thanh, ngôn ngữ, biểu cảm gương mặt và học cách bắt chước chúng. Bước 5, dành thời gian chơi với trẻ nhỏ. Hãy giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh bằng cách kích thích năm giác quan của trẻ với những âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, hương vị độc đáo mà trẻ muốn tìm tòi và khám phá. Bước 6, trò chuyện với trẻ nhỏ. Bắt đầu trò chuyện với trẻ nhỏ ngay từ những ngày đầu chào đời. Hãy mô tả những gì đang diễn ra xung quanh trẻ, từ thời tiết đến màu sắc chúng đang nhìn và những công việc gia đình bạn đang làm. Bước 7, hãy luôn tranh thủ thời gian chất lượng cho trẻ. Kết nối với trẻ nhỏ khi ăn, tắm rửa, thay quần áo hoặc chuẩn bị đi ngủ. Hãy nhớ rằng thời gian chất lượng của bạn là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành cho trẻ. Chúng tôi hy vọng rằng những mẹo nhỏ này phần nào giúp bạn có thêm nhiều cách để dành vài phút với trẻ nhỏ mỗi ngày, kể cả những lúc bạn bận rộn.